Thưa quý khán giả, hiện nay đồ chơi dành cho trẻ em thì chủ yếu được nhập từ Trung Quốc. Và đáng chú ý là các mặt hàng này không có nhãn phụ tiếng Việt, hướng dẫn sử dụng, tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ nguy hiểm, nhưng vẫn được bày bán tràn lan tại các khu vui chơi và cổng trường học. Và được biết, với giá rẻ, mẫu mã thì đa dạng, tích hợp nhiều tính năng. Đây cũng chính là lý do mà chúng ngày càng được ưa chuộng, không chỉ tràn ngập ở chợ mạng, chợ trời, tại các vùng quê, mà hiện nay còn trôi nổi đủ các loại đồ chơi giá rẻ không rõ nguồn gốc. Thế nhưng gần đây thì liên tiếp xuất hiện tình trạng những thiết bị điện, đồ chơi trẻ em có xuất xứ từ Trung Quốc, sử dụng pin gặp sự cố cháy nổ, gây thương tích nghiêm trọng, đã giống lên một hồi chuông cảnh báo cho nhiều gia đình. Nhiều kiểu dáng, màu sắc bắt mắt, có thể chuyển động, phát sáng hoặc phát ra những âm thanh vui tai. Những loại đồ chơi điện tử chạy bằng pin như thế này được rất nhiều trẻ em mê mẩn. Với giá rẻ, mẫu mã đa dạng, tích hợp được nhiều tính năng. Đây chính là lý do những mặt hàng này rất được lòng nhiều phụ huynh và trẻ em. Vì thế, nhiều cha mẹ mặc nhiên cho con sử dụng những loại đồ chơi chạy bằng pin mà không biết rằng đằng sau sự tiện lợi lại chính là mối nguy cơ khôn lường đối với tính mạng con trẻ. Mới đây ngày 15 tháng 8, bé trai TK 8 tuổi, ngụ tại huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An nhập viện trong tình trạng tổn thương động mạch quay, trách bao thần kinh quay, gãy trật đầu dưới xương quay và khớp quay trụ dưới, lộ xương cổ tay. Nguyên nhân được xác định là đồ chơi bằng pin phát nổ khi bé đang chơi. Trước đó, bé Nguyễn Chí Tê, sinh năm 2002, ngụ tại huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận, phải nhập viện mắt thành phố Hồ Chí Minh trong tình trạng thụt đốt một số ngón tay, trách giác mạc, vỡ nhãn cầu, dị vật nội nhãn và thụt thủy tinh thể mắt phải do pin điều khiển ô tô đồ chơi phát nổ. Thế nhưng điều đáng nói là dù tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lường, thế nhưng hiện nay, tại nhiều điểm bán đồ chơi trẻ em thì các loại pin sạc đồ chơi Trung Quốc vẫn được bày bán tràn lan trên thị trường. Đặc biệt là ở chợ mạng, chợ trời với giá rẻ từ vài chục cho đến vài trăm ngàn đồng mà không hề được cảnh báo nguy hiểm hay có nhãn mác kiểm chứng chất lượng. Đáng nói, hầu hết các bậc phụ huynh đều rất là chủ quan, không mấy quan tâm đến chất lượng an toàn của pin khi gắn vào đồ chơi cho trẻ. Và thậm chí, những trẻ lớn hơn tự tháo ráp pin mà thiếu sự giám sát của người lớn thì lại càng nguy hiểm hơn, bởi vì nếu như không cẩn thận, chúng có thể gây chạm, chập và dẫn đến cháy nổ. Nhưng hiện nay, tại nhiều điểm bán đồ chơi trẻ em, các loại đồ chơi bằng pin vẫn được bày bán tràn lan, với giá chỉ từ vài chục ngàn đến vài trăm ngàn đồng, với đủ mọi kiểu dáng thể loại như ô tô đồ chơi, búp bê, cây đàn. Lướt qua các cửa hàng đồ chơi, nơi nào cũng đều bán pin kèm theo, trung bình từ 5.000 đến 20.000 đồng một viên pin tùy loại. Những loại pin thông dụng thường là pin tiểu, pin AA hoặc pin cúp áo. Điều đáng nói là trên tất cả các loại pin này đều không có nhãn dán tiếng Việt và không hề được cảnh báo nguy hiểm hay nhãn mác kiểm chứng chất lượng. Khi phóng viên thắc mắc về độ an toàn của pin với một tiệm đồ chơi trẻ em, người bán thản nhiên trả lời: "Không, không có, nổ không trời. Nổ, pin nhỏ, pin tiểu mà sao nổ? Tại tâm bán cả chục hộp. Làm gì đâu nổ, phải chứ trực đế tiện đâu cưng, này bằng pin mà em, nó đâu có mạnh đến nỗi nổ em. Trời ơi, cả đống người chơi mà đâu phải mình đâu." Không nguồn gốc xuất xứ, người bán thì mập mờ về chất lượng, nguy cơ pin đồ chơi phát nổ là rất cao. Rất phát triển của pin chính hãng thì nó tốt hơn, nó ít dở hơn và nó bảo vệ tốt. Thành ra khi mà ta có va chạm mà chúng ta chạy nóng lên thì nó cũng không tới nổi là nó bị vỡ ra. Thì đối với những cái pin mà không chất lượng thì những cái lớp cách điện đó nó mỏng, nó dễ vỡ. Thì chỉ cần va chạm nhẹ nó cũng vỡ, hoặc là vừa hơi nóng lên thì nó cũng vỡ. Mà khi nó vỡ ra thì nó gây ra ngắn mạch trong pin, pin sẽ phát nóng lên. Pin phát nóng lên thì nó sẽ tạo ra những cái khí hydro, hydro nó dễ phát nổ. Thực tế, đa số phụ huynh khi mua đồ chơi cho con chỉ để ý đến hình thức bên ngoài của đồ chơi và giá tiền, không mấy ai quan tâm đến chất lượng pin được sử dụng bên trong. Thậm chí, khi đồ chơi được mua về nhà, nhiều cha mẹ còn để con tự lắp ráp pin mà không có sự kiểm soát của người lớn. Trẻ con vốn hiếu động, trong quá trình chơi, chúng có thể đập pin, lắp pin sai cực, nguy cơ pin phát nổ là vô cùng cao. Ngoài ra, những loại pin kém chất lượng rất dễ bị hỏng, chảy nước. Ngoài nguy cơ phát nổ cao, thì dung dịch trong pin dễ gây ăn mòn quần áo, ăn mòn da, và gây nhiễm độc kim loại nặng, nhiễm độc da khi trẻ tiếp xúc. Thông thường những cái pin kém chất lượng nó không có bảo đảm được cái độ kín của pin.
những cái hóa chất ở trong đó nó có thể tiết ra rất dễ dàng. Không những tiềm ẩn nguy cơ có thể phát nổ bất cứ lúc nào, các loại pin kém chất lượng thậm chí còn nguy hiểm hơn khi có thể tác động đến sức khỏe và sự phát triển của trẻ nhỏ. Theo các chuyên gia kỹ thuật, bình thường thì vỏ ngoài của pin thường được bọc bằng kẽm, nhưng nếu như trẻ ngậm mút lâu ngày hoặc là gặm cắn quả pin thì cũng dễ có nguy cơ nhiễm độc chì trong pin. Và chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến quý khán giả về hiểm họa từ pin kém chất lượng này trong kỳ sau vào ngày mai. Mời quý khán giả tiếp tục đón theo dõi. Còn bây giờ, xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.